Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, lại là mình, Vũ Lý đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Roblox. Thì như mọi người có thể biết là dạo gần đây mình đang chơi lại Roblox. Và ở trong cái tựa game Roblox này thì nó có rất là nhiều mini game. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm một series mang tên là chơi thử 3 mini game trong Roblox. Có nghĩa là trong một clip ấy, mình sẽ chơi 3 mini game khác nhau. Và tất nhiên rồi, mình sẽ chơi theo yêu cầu của mọi người nha. Các bạn muốn mình chơi mini game nào của Roblox thì các bạn cứ comment ở bên dưới nhá. À mà quên, các bạn hãy đưa cho mình những cái mini game mà nó vui vẻ và chơi nhanh, chứ các bạn đừng đưa cho mình một số cái mini game nó phải cày cuốc. Ví dụ như là Block Fruit này, hay là King Legacy, hoặc là một số cái game gì đó nó phải cày cuốc. Bởi vì là cái series này mình sẽ chơi 3 mini game cực ngắn thôi, nó đủ để trải nghiệm thôi các bạn ạ. Nên là nếu như các bạn mà có cái mini game gì đó nó hay hay và nó phải ngắn đấy nhá, thì các bạn hãy comment bên dưới, mình sẽ trải nghiệm thử xem. Nếu bạn nào mà muốn mà mình chơi cái mini game gì thì các bạn chỉ comment một cái thôi nha. Bởi vì là mình sẽ trải nghiệm 3 mini game của 3 bạn khác nhau. Tất nhiên là ở clip sau rồi. Còn cái clip hôm nay thì mình sẽ tự trải nghiệm để xem là ở trên cái nick Roblox của mình nó recommend những cái mini game gì, mình sẽ chơi thử xem thế nào. Rồi, và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm 3 mini game ở trong Roblox. Let's go. Cái mini game đầu tiên mình tìm thấy là 50/50 pick a door. Cái này giống kiểu là chọn 50/50 đúng không? Lỡ may mà mình chọn phải cái cửa đúng thì mình sẽ sống, còn mình chọn cửa sai thì mình sẽ ngủm. Nhưng mà nhìn có vẻ không giống 50/50 lắm, bởi vì ở đây nó có 3 cửa cho nên là nó phải là 33.333333333, chứ không phải 50/50 đúng không? Game này thì nó có một cái dấu tích này các bạn, có nghĩa là game này chắc là của một nhà phát hành game mà được bên Roblox công nhận, cũng như là có 129 triệu người đã ghé thăm. Và hôm nay thì mình lại là một người tiếp tục ghé thăm. Và mình hy vọng được cái mini game nó hay nhé các bạn. Ok, hiện tại là mình đã có mặt ở trong game này. Và chúng ta sẽ chơi cái này chơi kiểu gì đấy? Có rất là nhiều những cái vàng, xanh, đỏ, lục. Nếu như mà mình thắng thì mình sẽ nhận được mấy cái này đúng không? Mình có một trận win thì mình sẽ nhận được cái red try, 2 trận win thì mình sẽ được orange try, 3 trận win thì mình sẽ được green try, và nếu mình được 100 win thì mình sẽ nhận được cái rocket try. Thôi mà kệ cuộc đời, mình sẽ chơi thử thế nào. À là mình sẽ đi theo người ta đúng không? Ủa? Nhưng mà ở đây thì nó có cái gì đâu? Ý là nếu như mà mình đi qua đây thì mình sẽ được cái gì? Để xem nào, ở đây nó sẽ có hai bên. Một bên sẽ là may mắn, một bên sẽ là... Ô, sao nhìn nó có vẻ đơn giản vậy ta? Mình đã đi tới cửa 5 rồi, ảo thật đấy. Bên đây sao? Ố, mình đi tới cửa 6 rồi và thấy không có gì khác biệt hết. Liệu? Ơ, để mình đi thử nào. Trời ơi. Tính ra nãy giờ mình khá là may mắn, nhưng mà mình thấy là cái game này nó không có gì đặc biệt lắm ấy mọi người. Mình đã chơi thêm một lần nữa nhá. Hồi nãy mình đi bên đây là đúng đúng không? Đó. À, những cái nào mà mình đi đúng rồi thì nó sẽ mờ mờ như này để mình có thể dễ dàng đi hơn. Ha ha. Mình vừa đi, ô, cái là sao ta? Ô, giờ nó bắt mình đi lại từ đầu à? Mình sẽ đi theo mấy thằng này. Đi theo bọn này chắc chắn là sẽ thành công rồi, đúng không vậy ta? Hình như là nếu mà đi sai thì nó sẽ bị dụng nhụy. Ê, tính ra là có người bạn mà chơi chung cái này cũng hay đấy chứ nhỉ? Sẽ có những con mồi đi trước. Ê, vậy thì bên này là chuẩn rồi. Easy. Nào, đi đi, nhanh lên. Tụi bay hãy đi trước để làm những con mồi thí thân đi nào. Nhanh lên mấy em. Đi đi. Ôi, giả vờ đi cái. Ê, ê. À, đã có những đứa đi tới... Ui, cửa 500 mấy luôn kìa. Thằng kia đi đến cửa 500 mấy mà nó quên mất cái đường đi của nó đúng không? Và... Ê, chúc mừng bạn nha. Cái game này không dành cho những người nóng tính các bạn ạ. Bởi vì nếu như các bạn nóng tính thì chắc chắn là các bạn sẽ thua. Ê, đi trước đi Zoro. Ê, hãy đi theo những người bạn này, chắc chắn là chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Ô, thằng này... Ôi giời, thằng này tính chơi ăn gian mà nó nhảy qua, nhưng mà câu trả lời là 90% là siêu hack, nó không thể nhảy qua được. Đi theo các em này đi. Nhưng mà mình thấy là ở phía sau của mấy cái này nó không có gì đặc biệt hết đấy. Đi đi em gái, để em gái xinh đi trước để dẫn đường các bạn ạ. Hay quá em gái xinh ơi. Ui, em này có vẻ khá là nhớ đường này. Nhưng mà có vẻ như là có một thanh niên ở trên kia đã tìm được, sắp tới được cái kho báu rồi, không biết là có hack hay không nha. Nhưng mà thấy có một thanh niên bên kia đã tìm được kho báu rồi, và nếu hắn tìm được kho báu thì chuyện gì diễn ra nhỉ? Sao đi nhìn nó... Ủa? Có đưa win rồi. Thế thôi hả? Ồ, là bây giờ vẫn đi tìm những cái kho báu tiếp theo đúng không? Ủa? Không ngờ mình lại một người dẫn đường đẳng cấp như thế đấy mọi người ạ. Có cả skip door này anh em. Rồi cứ đi bừa đi. Ủa? Tính cái em này đi có vẻ khá là trơn tru nhá. Bởi vì em đã đi tới cửa 1000 mấy rồi. Tôi không hiểu bằng cách nào đó là em này có thể đi tới cửa 1000 mấy. Và chắc là mình cứ đi theo này thôi, không biết là em này có hack hay không nha. Nhưng mà nhìn có vẻ đẳng cấp đấy mọi người ạ.
Hiện tại là mình với em gái xinh này đang đi được một nửa chặng đường rồi. Và mình nghĩ là nếu cứ đi theo em này thì mình sẽ gọi là giành chiến thắng thôi mọi người ạ. Hình như là đúng rồi các bạn ạ. Đây rồi. Chúng ta đã giành. Ô, là mình win thôi hả? Ê sớ. Cái con bé này nhìn nó hack hay sao các bạn ạ? Đi theo nó cái là giành chiến thắng luôn. Ảo thật đấy. Yeah, ở đây chúng ta có một cái mini game mang tên là The Highest Ever Water Slide Oppy. Nhìn có vẻ hay, chơi thử xem thế nào nào. Yo, let's go. Ngày đăng nhập thứ nhất chúng ta nhận được cái gì đây? Hình như là mình phải trèo lên đây sao các bạn? Auto climb được không? Nó sẽ auto nó trèo lên trên đây nhá. Chắc tí nữa mình sẽ lên rồi mình trượt xuống dưới. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Wow, mình nghĩ là cái chỗ trượt nước là rất là cao các bạn ạ. Mình cũng đang rất là hóng để xem là tí nữa nó sẽ như thế nào. Cái này mà leo bằng tay thì chắc là rất là mỏi tay ấy. Như các bạn thấy ở góc bên phải kìa, đấy cái đường mà mình leo lên đây kìa, nó rất là cao. Nên là mình để nó auto climb cho nó nhanh. Ôi vãi ạ. Cái này các bạn muốn skip lên tầng cao nhất các bạn phải bỏ 350 Robux các bạn ạ. Thôi để nó tự leo lên đi. Sau một thời gian chơi mình phát hiện ra là ở trong cái tựa game này cái gì các bạn cần phải dùng đến Robux hết các bạn ơi. Nếu các bạn không có Robux thì các bạn phải chờ giống mình như này. Mình đang cố gắng chờ cho tới khi mà cái con gà của mình nó leo tới tận trên đỉnh. Cái này như là mình cho tất cả nó phải nằm xuống đúng không? Trời ơi, cũng tốn 250 Robux nữa. Vãi thật. E để đẩy cái này xuống à? Trời ơi, đẩy nó xuống nó tốn 49 Robux à, vãi lều ạ. Muốn đẩy người ta không tốn Robux. Ui giời, cái gì đấy? Vãi lều như vừa người nó té xuống đúng không các bạn? Bây giờ mình cũng chả biết chờ bao lâu nữa nhưng mà sắp lên đỉnh rồi anh em ơi. Chờ mệt luôn đấy. Đây rồi, đây rồi. Cuối cùng cũng lên tới đỉnh các bạn ạ. Bỏ công ông chờ nãy giờ. Cuối cùng được trượt. Để xem là nó trượt như thế nào nào. Woo. Cái gì đấy? Rồi, bây giờ mình sẽ trượt xuống dưới nhá. Let's. Wow. Cảm giác thật là phê. Đã quá trời luôn anh em. Nãy giờ mất công ông trèo quá trời trèo luôn. Ui. Ui. Nhưng mà thực ra thì tới nó chả có gì mấy nhỉ. Giờ trượt từ trên rồi. Ui. Leo ở nhanh mà không biết trượt có lâu hay không nha. À nhầm. Leo thì lâu, không biết là trượt có nhanh hay không chứ. Quên mất. Ủa tới rồi hả? Ui. Cái gì? Ủa như là tới rồi hay sao ấy anh em. Ui vẫn chưa tới. Ui. Tính ra là cũng ui mẹ ai à ai ê cái trò này thú vị phết. Mỗi tội là trèo hơi lâu thôi mọi người. Hình như ở đây có rất là nhiều những kiểu khách. Ui lại có game pass các thứ nữa, hình như là dùng mấy cái này để bay lên cho nó nhanh hay sao này. Thấy cũng chả cần thiết, từ sau chúng ta đã chinh phục cho game này rồi. Bựa thật. Và mini game cuối cùng chúng ta hôm nay mang tên là Hospital Tycoon các bạn ạ. Hình như là ở trong cái mini game này thì chúng ta sẽ phải chữa bệnh đau chân cho một cậu bé này. Có 325 người đã từng ghé thăm, 593k người đã vote và số lượng người thích lên tới 93%. Có vẻ nó hay đấy các bạn ạ. Hiện tại là chúng ta đang có mặt tại trong game và mình cũng chả hiểu là bây giờ mình phải làm gì hết các bạn ạ. Cái gì đây? Game này chơi như nào mọi người? Hình như game này là một game cày rồi. Mình ấn E để làm gì? Ấn E để chuyển đồ ở đây à? Và sau đó là sao? Chưa hiểu lắm các bạn ạ. Game này chơi nào? Có vũ khí này. Sao không có ai chơi chung với mình vậy? Hình như là... À sau một tí mình vào trong bệnh viện đúng không? Thế nào? Thu thập. Lại còn bắt ta phải sử dụng cái này nữa. Hình như là mình phải tự xây dựng cái bệnh viện cho mình. À mình hiểu rồi. Đầu tiên là mình sẽ phải làm mấy công việc này. Vậy đây cũng tính là một cái game cày rồi các bạn ơi. Các bạn sẽ xây dựng cho bản thân các bạn một cái bệnh viện. Rồi sau đó là các bạn sẽ mua đồ đúng không? Thế nào? À không, cái này không phải là mua đồ. Đấy, chúng ta có thể vào shop này. Ây, ây, sao cái gì cũng liên quan đến Robux vậy? Trời ơi, cái gì cũng liên quan đến Robux luôn ấy. Mình ngắt E để kiểu làm nhanh hơn đây này. Mình nghĩ là cách nhanh nhất là đi qua thăm bệnh viện của người ta. Đây là cái bệnh viện của mình nhá. Đấy, vũ lít đẹp dai, hoppy store. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái bệnh viện khác. Mình phải chạy qua xem mấy cái bệnh viện khác à. Thử xem là qua bệnh viện của ông này xem là nó như thế nào các bạn ạ. Chứ giờ mà chờ cái cày thì có mà toang. Nào cho bác sĩ. À đào. Vậy là mình không vào bệnh viện của người khác được. Mà mình chỉ có thể là đi qua bệnh viện của mình chỉ có thể làm ở bệnh viện của mình thôi. Nhưng mà không sao, mình có thể xây dựng từng cái một này. Đấy anh em thấy không. Đầu tiên là mình sẽ xây dựng cái ghế. Rồi sau đó là mình sẽ xây dựng mấy cái này. Nói chung là cũng nhanh thôi mọi người ạ.
càng về sau thì nó sẽ càng tốn đó, nhưng mà chung quy lại thì vẫn là cần tiền thôi anh em ạ. Nói chung là bây giờ các bạn muốn giàu nhanh ấy đấy, thì các bạn chỉ có nước các bạn đi mua thôi. Mình mua được thêm cái thằng nó tự chế tạo cho mình rồi nè. Ok, nhưng mà bây giờ cần rất là nhiều tiền các bạn ạ. Đó, cần thêm một thằng thợ nó làm nữa. Ví dụ bây giờ mình cần thêm một thằng thợ làm là 1.500.000 đúng không? Hiện tại là mình mới có 800 mấy thôi. Thì nếu như mà chưa có thợ thì mình sẽ tự làm các bạn ạ. Làm tới khi nào mà được 1.500.000 thì mình sẽ mua thêm thợ. Ủa sao mình làm nãy giờ nó vẫn 850 vậy? Game đang đùa giỡn với tôi à? Hình như 850 là maximum rồi hay sao ấy? À, cái game này chơi kiểu gì đây? Nó không cho mình mua thêm các bạn ạ. Cái gì đây? Đây xây mấy cái tường hết 400 này. Sao tôi vận chuyển rất là nhiều mà nó không cho tôi lên giá tiền vậy? Nè các bạn nhìn này. Hay là mình phải để vuốt sau. Này, sao tiền nó không lên à mọi người? Đéo tê. À, mình chỉ qua em này mình lấy các bạn ạ. Là bây giờ muốn có tiền là phải chạy qua em này lấy. Đó, là mình bây giờ mình đã có thêm được mấy nhân viên rồi, làm việc cực nhanh luôn. Đấy rồi. Ok, sorry vì đã hiểu lầm các em nha. Sorry vì đã hiểu lầm nha. Đó, vào đây xây sổ cái bệnh viện của anh. Cái game này mình nhớ ngày xưa mình cũng chơi một cái game hải tặc, nó cũng tương tự như này đấy các bạn. Đấy có khách rồi này. Hello khách. À đây là bác sĩ mà. Nhọt. Nhọt. Nó chửi mình anh em ạ, mình đuổi đi nó chửi mình luôn ạ. Mày thích chửi không? Nhọt. Ra khỏi công ty của tao. Bệnh viện này là chỉ cần một bác sĩ số 1 thôi. Ta nhận được không? Đây này các bạn thấy không? Tiền của bé này như kiểu là mình làm được bao nhiêu nó tăng ở đây này. Đó nó tăng theo đây đây như kiểu là thủ quỹ hay sao các bạn? Làm tí cửa đây. Đó, úp sờ. Nhìn nhìn cái bệnh viện của mình nó không ra gì mà lầy lọ đấy, nhưng mà cứ động tí nó bắt mình mua các bạn ạ. Đấy, cứ động tí nó bắt mình mua cái này, động tí bắt mình mua cái kia thì tiền đâu ra mà mua đây? Game này ảo thật đấy, đấy cứ động tí là mua, động tí là mua. Đấy, lại cái gì à không? Hình như là đây là nó bắt mình bỏ hết mấy kia hay sao á. Cái gì đấy, cái gì đấy em? Em nói cái gì vậy? Đang ghi cái gì anh em ạ? Đang nó đang làm cái gì ấy? Chả biết nữa. Không đi ra khỏi đây được. What? Cho tôi đi ra khỏi đây đi. Sao nó không cho mình đi ra khỏi đây nữa? Sao ấy nhở? Game này lỗi rồi. Nó cứ về nó ở bên góc bên phải các bạn. À đây đi ra được rồi. Bựa thật. Đấy, game này nói chung là game này là game cày các bạn ạ. Như mình đã nói đấy, mấy game cày này thì không biết đường nào một lần đâu mọi người. Chơi nó rất là mệt. Nếu bạn nào mà có thời gian thì các bạn chơi mấy game cày như này ấy. Còn mình thì tất nhiên rồi, mình không có thời gian cho nên là mình không có chơi được mấy game cày này. Khi nào mà chúng ta xây xong mấy chỗ này thì chắc là sẽ bắt đầu có bệnh nhân và chúng ta sẽ đi thăm khám cho bệnh nhân đúng không? Nhưng mà rất tiếc game này là game cày ấy, cho nên là mình không có chơi được các bạn ơi. Rồi. Nói chung là nó cũng là cái quá trình gọi là xây dựng bệnh viện thôi mọi người ạ. Xây dựng bệnh viện thôi. Đó nhìn cũng 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 xịn đấy, cũng hịn hò con bò đấy, nhưng mà cứ động tí là lại bắt phải nạp Robux, động tí lại bắt nạp Robux. Hơi khoai các bạn ạ. Rồi, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bấm like cũng như đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Nếu các bạn có những cái mini game gì mà nó không phải cày ấy, thì các bạn hãy comment ở dưới nhá. Mình sẽ chơi thử xem thế nào. Còn bây giờ thì goodbye.